Đấy, sau khi kết nối với điện thoại thì chúng ta sẽ xem được camera phía trước online luôn. Còn đâu camera phía sau, chúng ta sẽ xem qua cổng album các bác nha. Hôm nay em đọc được bài báo chính thống của VN Express, đấy là Bộ Công an đề xuất xe hơi cá nhân cũng cần có camera giám sát hành trình mới đủ điều kiện để tham gia giao thông. Đấy các bác ạ, đây là xe Fortuner. Sau khi nắm được cái thông tin này, mặc dù chưa có quyết định cụ thể, nhưng chị chủ xe thường xuyên chạy dịch vụ đã qua cửa hàng Auto 365 chi nhánh Mỹ Đình nắp một bộ camera hành trình 70 mai A500S các bác nhé. 70 mai A500S. Bộ này rất là xịn sò, có 4 tính năng. Thứ nhất là quay trước và quay sau. Cái thứ hai, ghi hình 2.7K Ultra. Cái thứ ba, có kết nối điện thoại. Cái thứ tư, ghi hình có hiển thị tốc độ các bác nhé. Các kỹ thuật viên đang tiến hành lắp đặt camera. Đây là khu vực lắp camera phía trước. Dây được đi gọn và kết nối với cầu chì. Và phía sau, đó là camera ở phía sau. Đấy, sau khi kết nối với điện thoại thì chúng ta sẽ xem được camera phía trước online luôn. Còn đâu camera phía sau, chúng ta sẽ xem qua cổng album các bác nhé. Chúng ta chỉ cần mở album ra là chúng ta sẽ xem được camera phía sau. Rất là nét. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm trên đường và em sẽ trích xuất video từ thẻ nhớ ra cho các bác cùng xem. Bây giờ chúng ta cùng trải nghiệm chất lượng camera ghi hình khi đi thực tế trên đường như thế nào. Đây là cái đoạn đường mà mình đang di chuyển các bác nhé. Chúng ta sẽ cùng xem. Ngoài trời bây giờ là đang là trưa, đầu giờ chiều, trời rất là sáng. Thì bây giờ mình chạy một đoạn, mình sẽ trích xuất video ra cho các bác cùng xem. Các bác quan tâm đến sản phẩm này vui lòng liên hệ với em Phương đến từ Auto 365 chi nhánh Mỹ Đình. Em xin chào tất cả các bác ở những video tiếp theo.